anh xe ôm chạy xe vì đam mê và dòng slogan bá đạo khiến dân tình cười ngất. Trong thời đại 4.0, các anh xe ôm công nghệ đã không còn là những nhân vật quá xa lạ với chúng ta. Nhưng mới đây, một chàng xe ôm độc nhất vô nhị đã xuất hiện trên đường phố, khiến ai cũng nổ nước thì nhào xin info. Đoạn clip dài hơn 10 giây ghi lại một chiếc xe vô cùng độc lạ, được cho là của một anh xe ôm đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể thì trong clip, một cô gái đã quay lại chiếc xe gắn biển quảng cáo bằng đèn LED vô cùng bắt mắt. Trên biển quảng cáo này, liên tục chạy ra những dòng slogan khiến người đi đường không nhịn nổi cười, có nội dung bá đạo như sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ mình tôi, chạy xe vì đam mê, cho nhiều cũng được. Gái đẹp chân dài free, trai xấu gấp đôi. Dòng slogan của anh đã thành công thu hút những cô gái xinh đẹp dừng lại theo dõi và up ngay lên TikTok. Ngay lập tức, đoạn video đã thu về lượt tương tác khủng và cư dân mạng thì tranh nhau xin info anh xe ôm để được đi xe free. Nhìn bác gắn biển mà em cũng không dám lên xe luôn, sợ nhân hai giá quá. Khó thế mà bác cũng nghĩ ra được, em cũng đi xe ôm, phải về nhà gắn ngay cái biển mới được. Ai muốn đo đạc nhan sắc thì cứ trèo lên xe bác xế này là tự hiểu nha. Có lẽ là giữa dòng đời tấp nập, bắt gặp một chiếc biển bá đạo như thế này khiến ai cũng phải mỉm cười. Công việc dẫu khó khăn vất vả nhưng có thể tự tạo niềm vui cho mình và người khác cũng là một sáng kiến không tồi phải không nào? Dự là sắp tới hội trai xinh gái đẹp ở Sài Gòn sẽ nô nức đến tìm anh để được đi xe ôm free day. Bạn có muốn thử ngồi trên chiếc xe bá đạo này không? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!